Chương 11. Có một người đau tên là Lazaro ở Bethany, là làng của Mary và chị người là Ma-thê. Mary là người đã sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc mình lau cho Ngài. Chính anh người là Lazaro đương đau. Vậy hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, này kẻ Chúa yêu mắc bệnh. Đức Chúa Giêsu vừa nghe nói lời đó, bèn phán rằng: Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho con Đức Chúa Trời bởi đó được sáng danh. Vả, Đức Chúa Giêsu yêu Ma-thê, em người, và La-sa-rơ. Khi Ngài nghe người này đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở. Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa Thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá Thầy, thì còn trở lại nơi họ sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong ban ngày, há chẳng phải có 12 giờ sao? Nếu ai đi ban ngày thì không vấp, vì thấy sự sáng của thế gian này. Nhưng nếu ai đi ban đêm thì vấp, vì không có sự sáng. Ngài phán như vậy, rồi tiếp rằng: Lazaro, bạn ta đương ngủ, nhưng ta đi đánh thức người. Môn đồ thưa rằng: Thưa Chúa, nếu người ngủ chắc sẽ được lành. Vả, Đức Chúa Giêsu phán lời đó chỉ về sự chết của Lazaro, song môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Đức Chúa Giêsu bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: Lazaro chết rồi, ta vì các ngươi mừng, không có ta tại đó, để cho các ngươi tin. Nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người. Nhân đó, Thomas gọi là Didim nói với môn đồ rằng: Chúng ta cũng hãy đi tới đó đặng chết với Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazaro trong mộ 4 ngày rồi. Vả, thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có ở đây thì anh tôi không chết, mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Mary mà rằng: Thầy ở đằng kia, đương gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, vội vàng đứng dậy đến cùng Ngài. Vả, Đức Chúa Giêsu chưa vào trong làng, nhưng còn đứng nơi Ma-thê đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đương ở trong nhà với Ma-ri và yên ủi người, thấy người đứng dậy, đi ra vội vã như vậy, thì theo sau, vì nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Nhưng Ma-ri, lúc đã tới nơi Đức Chúa Giêsu đứng, vừa thấy Ngài, thì sắp mình xuống chân Ngài mà nói rằng: Lạy Chúa, nếu có Chúa đây, thì anh tôi không chết. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giu-đa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-sa-rơ là giường nào? Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Bây giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến mộ phần, mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy,
Họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân này đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính là Cha, là đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-sa-rơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng vải liệm và mặt phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ra-si, mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ra-si nhóm tòa công luận bàn rằng: Người này làm phép lạ, nhiều lắm chúng ta định thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Nhưng một người trong bọn họ, tên là Cai-phe, làm thầy cả thượng phẩm đương niên, nói rằng: Các ngươi chẳng biết gì hết, các ngươi chẳng xét rằng, thà một người vì dân chịu chết, còn hơn cả nước bị hư mất. Vả, người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân mà thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài. Cho nên, Đức Chúa Giêsu không tỏ mình rõ ràng trong vòng dân Giu-đa nữa. Song Ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ephraim, và ở lại đó với môn đồ. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Jerusalem trước ngày lễ để tẩy uế. Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Giêsu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: Các ngươi tưởng thế nào? Người không đến dự lễ hay sao? Vả, các thầy tế lễ cả và người Pha-ra-si đã ra lệnh, nếu ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu, thì phải mách với họ để họ bắt Ngài.